cứ mùa xuân là hoa nở khắp nơi cô chú anh chị. Và năm nay cũng là mùa xuân thứ ba của hai mẹ con Kim và Chi Chi ở Anh. Cuối tháng 7 này gia đình Kim về Việt Nam thăm quê nè cô chú anh chị. Kim rất là trông đợi luôn, rất là nôn luôn đó mọi người. Chào ông bà cô chú đi. Chị chào cô bà cô chú. Chị mới ngủ dậy luôn nè cô chú. Hôm nay thứ hai chị không có đi học cô chú ơi. Đây buổi sáng Kim đã chuẩn bị cho hai mẹ con rồi nè. Kim ăn thêm cái Kim ăn cái bánh rán hôm qua nữa nè cô chú. Ăn vẫn chưa có hết á. Chị hôm nay thì chị muốn ăn cái bánh này nè. Cái này bánh tiếng Anh người ta gọi là crumpet á. Không biết cái bánh của mình đó là cái gì mà giống như cái bánh bò vậy đó cô chú. Bánh bò nướng mà lạt ha. Kim nướng lên cho nó nóng lại. Xong rồi bỏ bơ với mật ong lên. Có chuối với cam cho Chi nữa nè. Sữa và cà phê cho hai mẹ con. Đẹp quá à. Hai mẹ con ra đây ngắm hoa nữa nè cô chú. Hoa hôm bữa giờ cả tháng mấy rồi không có ra đó. Bữa nay nó nở hết trơn rồi nè. Nó nở mà nó sắp tàn luôn rồi mọi người. Cái hoa này nó nở cũng lâu quá chứ. Tháng mấy luôn á. Ơi. Có cái hoa nhỏ xíu dễ thương quá nè. Đi đâu á chị? Chỉ có một cái bông thôi hả? Ở đây có cái hoa màu trắng nè cô chú. Cái hoa màu trắng mà cái nhị màu cam đẹp quá chừng luôn nè. Đẹp không chị nè, nhìn nè. Đẹp hả chị ha? Rồi bữa nay á, nó mọc thêm cái hoa loại hoa này nữa nè cô chú. Bây giờ nó mới nhú lên nè, vài bữa nó nở đẹp lắm luôn. Cái hoa này màu tím á mọi người. Đây nè. Nó ra tím tím rồi nè. Cái hoa này trước cửa nhà mình cũng có nữa. Mai mốt nó nở nguyên một rừng này luôn, đẹp quá chừng. Tháng 5 là mùa xuân, trời se se lạnh hả cô chú anh chị. Cũng ấm dần lên rồi, có ngày thì sẽ được mười mấy độ. Nhưng mà đi ra ngoài vẫn phải mặc áo khoác hả mọi người. Cứ mùa xuân là hoa nở khắp nơi cô chú anh chị. Hoa đào, hoa táo, hoa mận. Kính thưa các loại hoa luôn đó mọi người. Có rất là nhiều loại hoa mà khi Kim qua bên này thì mới thấy. Tại vì ở bên này là xứ lạnh đó cô chú anh chị. Có nhiều cái loại hoa ở xứ lạnh thì ở Việt Nam mình, miền Nam, Sài Gòn thì không có trồng được đó cô chú anh chị. Và năm nay cũng là mùa xuân thứ ba của hai mẹ con Kim và Chi Chi ở Anh đó cô chú. Cái mùa xuân đầu thì vẫn còn cảm giác lạc lõng mọi người. Tại vì mình mới qua mà cái gì cũng mới lạ hết trơn á. Cho nên là có cảm giác lạc lõng. Rồi mùa xuân thứ hai thì cũng đỡ dần hơn. Cũng nhìn cảnh mùa xuân là đã biết đẹp rồi đó mọi người. Năm nay mùa xuân thứ ba thì cảm giác đã tốt hơn rồi cô chú anh chị. Cũng đỡ nhớ nhà hơn, cũng quen dần với cuộc sống. Và cũng có thêm bạn bè, Kim đi học thêm nữa. Cho nên là cái cảm giác lạc lõng nó cũng đỡ hơn mọi người. Nó không có còn cái cảm giác lạc lõng như là cái năm đầu mới qua nữa. Công việc của ba Chi thì đi công tác suốt đó mọi người. Ở nhà có Chi Chi bầu bạn thì cũng đỡ buồn cô chú. Em Chi Chi cũng có sở thích giống mẹ là ngắm hoa nè cô chú anh chị. Cuối tháng 7 này gia đình Kim về Việt Nam thăm quê nè cô chú anh chị. Kim rất là trông đợi luôn, rất là nôn luôn đó mọi người. Nôn dẫn Chi Chi về nhà để gặp gia đình. Mọi người ở nhà ai cũng trông hết trơn á. Và cho Chi về Việt Nam để nói tiếng Việt nữa đó cô chú anh chị. Thank you.
giải cứu mấy cái bông cô chú anh chị ơi, nó gãy nè, thấy thương chưa? Kim trồng hoa chứ không có bao giờ mà Kim hái hoa vô nhà chưng đó mọi người. Tại vì chưng là nó sẽ nhanh tàn hơn là mình để ngoài cây cho nó sống vậy nè. Bây giờ cái em này nó gãy rồi mới hái. Gãy hai hoa luôn rồi cô chú anh chị. Thấy tội chưa? Màu đỏ rực hả mọi người. Lớn lắm nha mọi người. Cái bông nó lớn hơn cái bàn tay của Kim luôn á. Đây nè, cái bông này còn lớn hơn nữa nè. Đây nè. Nhưng mà cái này bây giờ nó cũng sắp đi thôi rồi đó. Sắp gãy luôn rồi cho nên là thôi mình hái luôn. Chị lại cầm bông giùm mẹ. Gãy rồi nè chị. Để mày hái cái bông này. Nè con nè. Lại đây. Cầm dưới đây nè. Rồi mẹ cảm ơn chị. Cảm ơn. Gì? Mẹ nói mẹ cảm ơn chị rồi con nói sao? Con nhớ không? Con nói sao nhớ không? Không có chi mẹ. Không có chi mẹ. Còn cái bông này hái luôn hả cô chú anh chị, đây là nó to quá trời to luôn. Để nó gãy nó xiên xẹo hết trơn rồi. Giờ mình hái cho mình chưng đi. Giòn dữ lắm cái cây hoa tulip. Cái bông hoa tulip này nó giòn lắm mọi người. Còn cái bông nhỏ này thôi để đây đi. Wow, nè chi bự quá nè chi. Tội quá. Đây những cái cây hoa này của Kim này nó xiên xẹo hết trơn rồi, nó nặng quá đó mọi người. Cái cây nó cao quá nè. Nó tốt cái ghê chưa. Cái tulip là Kim không có rải phân luôn đó. Cho nằm đây đi. Kim coi cái hoa nào mà còn xài được lâu thì Kim mới hái. Có nhiều mấy cái này nó cũng sắp tàn rồi cô chú ơi. Đây nè, nó tả tơi hết trơn rồi nè, đẹp quá trời luôn á. Mình không có nở hái mọi người. Hái cái em này đi. Rồi bẻ ngược qua nó gặt, nó rớt hết một cái cánh luôn rồi. Đẹp chưa? Cái màu nó nhẹ nhàng mà nó thích gì đâu luôn. Con cầm cho mẹ một phút thôi, mẹ sắp xong rồi mẹ lấy. Ok. Cái hoa này đi. Coi chừng nó rớt đó nghe con. Rồi không được rồi chị ơi. Đó, được rồi. Đây nè cô chú anh chị. Người ta là búp búp người ta hái chân rồi đó. Còn mình bây giờ nó nở nó muốn tàn luôn rồi mới hái. Tại cũng không có định hái nữa nhưng mà nó xiên xẹo hết trơn rồi. Đây là cái chậu hoa ly của Kim nè. Nó tốt thấy ghê luôn. Cái thân nó là bự. Nó mập còn hơn cái ngón tay của Kim nữa đó. Cái này Kim trồng hồi năm ngoái ha. Xong rồi nó lên bông rồi đó. Xong rồi nó khi mà bông tàn á mình cắt ngang. Nó còn cái củ ở dưới đó. Năm nay nó lên lại đó mọi người. Hái hai cái bông này thôi với ba cái bông kia là chưng được rồi đó cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị, một cái bình hoa của Kim nè. 5 bông. Kim có để vô trong cái nước này mấy cái muỗng đường rồi đó mọi người. Thì cho nó có đường á, cho nó được tươi lâu đó. Hy vọng là sẽ xài được 3-4 ngày vậy đó ha. Cái này chắc cũng xài được cả tuần đó cô chú anh chị. Còn những cái bông nhỏ nhỏ này nè, lúc nãy Kim hái ở ngoài trước á, ngoài sân trước của Kim đó. Sân trước có những cái bông này Kim không biết là tên gì nữa, nhưng mà cái màu tím đẹp lắm. Cái hoa này có mấy nhiều màu lắm nha cô chú, màu tím, màu trắng, màu hồng gì đó. Đây nè, hồi sáng nó nở, hồi trưa nó nở ra. Bây giờ nó đã úp vô rồi bớt rồi nè. Đây là cái trứng non hôm bữa Kim đi shop Việt Nam mua nè cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ luộc sơ hết mọi người. Mình cho gừng với hành vào để cho nó đỡ có mùi hôi đó cô chú anh chị. Rồi cho một chút xíu muối vào luộc cho trứng nó chín xong rồi một hồi nữa mình sẽ cháy tỏi hết mọi người. Gần chín rồi nè cô chú anh chị, khi nào mà cái chỗ đó đỏ này nè, cho nó vàng hết là chín rồi đó mọi người. Yeah.
xong rồi mình cho ra ngoài đây hết cô chú anh chị. Rồi Kim xào cái mì nữa nè, mì Kim đã trụng rồi. Xong rồi cho một ít bơ với lại cái bột nêm đó, nêm của mì đó vào, trộn cho đều xong rồi để trứng vô là ăn ha mọi người. Đã xong rồi nè cô chú anh chị, cái này là cho Chi Chi nè cô chú. Chi không có ăn hành ha, còn cái này là cho Kim. Vẫn còn ở đây nữa nè mọi người, để tủ lạnh ha. Rồi xin mời cô chú anh chị nha. Chi xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú ăn mì xào. Con nói thử coi, mời ông bà cô chú ăn mì xào. Nói cô chị. Mời ông bà. Cô mời chú. Ông bà. Chứ. Ăn mì xào. Ăn mì xào. Rồi chị ăn thử, lần đầu tiên chị ăn trứng non luôn nè cô chú anh chị. Không biết là em Chi hồi nãy em Chi thấy em Chi hỏi cái gì vậy mẹ? Giống như trứng cái gì đâu, ngon không? Ngon. Trời ơi có trứng nhỏ nhỏ nè Chi, trứng baby nữa nè. Rồi chị ăn đi, ngon quá à. Kim cũng lâu dữ lắm rồi Kim mới ăn trứng non đó cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị và các bạn nha. Trái cây cho Chi nè cô chú anh chị ơi. Em Chi đang chơi trong đây nè, để xem Chi đang chơi gì hả cô chú anh chị. Úp. Ủa Chi đang làm gì vậy? Con dọn dẹp rồi đó hả? Con không chơi nữa hả? Ở nhà có mình lủi thủi vậy đó cô chú. Trời chưa. Để trái cây đây cho con ăn đi nha. Bây giờ con muốn chơi cái gì? Ok. Bây giờ nó dẹp cái Chi nó dẹp cái nhà của mấy con thỏ để nó lấy búp bê ra chơi nè cô chú. Con dẹp cho đi rồi mày lấy ra cho. Hôm nay trời nắng ấm nè cô chú. Em Chi ra ngoài chơi cát nè. Cái này mình có thể chơi cát với nước luôn hả cô chú. Nhưng mà hôm nay Kim đổ nước ra hết rồi để cát cho Chi chơi. Mua một bao cát nhiều lắm. Nhưng mà cái này nó nhỏ xíu à, đổ vô có chút xíu là nó đầy rồi. Còn lại hơn nửa bao cát luôn cô chú anh chị. Sáng anh Chi nó mặc cái áo trắng mà nó chơi cát kìa, một hồi thế nào cũng đen thui luôn cho coi. Con phải để đầy vô mới được. Ở Chi chơi đi, mẹ đi trồng trồng bông nha. Sáng nay Chi đã lấy cái khăn cái thảm ra ngoài kia, nó trải bít nịt ngoài kia rồi cô chú, đi cắm trại ngoài đó. Rồi vô đây chơi nè, chạy ra chạy vô như vậy đó. Mà trời nắng chưa có tới đây, đây còn án cái nhà nè. Khoảng một tiếng nữa, một giờ là mới nắng vô tới trong đây mới ấm. Che dù sẵn rồi cô chú ơi, giống như đi biển hả mọi người. Có chơi cát rồi có dù đồ nữa. Mà chờ hoài trời nắng chưa đến nữa nè. Nó nắng đến cái đây rồi, án cái nhà rồi. Đứng ở ngoài nắng thì ấm lắm mọi người, nhưng mà vô trong mát là lạnh nè.